Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon Ô tô HHDC Auto có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và mình là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cũng như là chào bán đến quý vị một sản phẩm trong phân khúc hạng C, đó là chiếc Mazda 3 phiên bản hatchback sản xuất cuối năm 2017, đăng ký năm 2018, màu trắng, biển số thành phố, một chủ từ đầu. Và điều đặc biệt của chiếc xe này là mới chạy được có 16.000 km mà thôi, tức là 1.6 vạn nhé các bạn nhé. Các bạn có tin được không ạ? 2018 mà đến bây giờ mới chạy được có 16.000 km mà thôi. Thế thì các bạn hãy cùng xem clip của Hoàng và đánh giá qua về chất lượng của chiếc xe này nhé. Ok, phần đầu xe thì là phiên bản cuối 2017, cho nên là mẫu 2018. Thì chiếc xe này có một cái lối giao diện nó hơi khác một chút. Cái mặt ca lăng này thì được thu hẹp lại này. Rồi cũng như là thay vì 3 nan thì bây giờ là 5 nan này. Rồi là hệ thống đèn pha thì là sử dụng đèn pha thì chủ đã nâng cấp lên là đèn pha bi xenon rồi. Chiếc xe có màu trắng, nội thất màu đen rất là đẹp. Phiên bản này thì là phiên bản phanh lip, có phanh tay điện tử rồi. Đấy, và một số các cái option nó cao cấp hơn so với phiên bản cũ. Dàn lốp Bridgestone nguyên bản theo xe nhé các bạn nhé. Đây, dàn lốp Bridgestone nguyên bản theo xe này. Đấy, còn rất là dày luôn. Đây, lốp zin nguyên bản theo xe nhé. Tuần thứ 09 năm 2017 nhé các bạn nhé. Đấy, rất là mới. Nước sơn zin của chiếc xe này thì Hoàng đánh giá là còn đến 95%. Một chiếc xe 2018 đến giờ mà vẫn còn 95% nước sơn zin, còn rất là mới luôn. Thật sự luôn là chiếc xe này bên mình vừa mới về và chỉ có rửa qua nước lã thôi, nhưng mà chiếc xe đã toát lên cái vẻ mới rồi. Phiên bản hatchback đuôi cọc thì hợp cho cả chị em phụ nữ cũng như là bản thân mình. Mình cũng rất thích một phiên bản hatchback bởi vì nhìn trông nó nhỏ gọn và cũng như là nó rất là thể thao, cũng dễ nâng cấp đồ nữa. Được trang bị hệ thống cảm biến lùi nhá, 4 mắt cảm biến lùi rồi này. Đấy, camera lùi nguyên bản theo xe. Rồi là cốp này thì cũng là mở một chạm này. Phần khoang cốp của Mazda 3 thì rất là rộng rãi và thoải mái. Đấy, đối với những chuyến đi đường dài tầm khoảng quãng độ 300-400 cây, chúng ta có thể để tầm khoảng quãng độ 3 cho đến 4 chiếc vali, cũng rất là thoải mái rồi. Lốp sơ cua thì còn zin nguyên bản, chưa sử dụng lần nào. Thực ra nhiều khi là Hoàng cũng không thể tin được là tại sao mà một chiếc xe 2018 mà mới chạy được có 16.000 km. Bản chất thì trước khi mua thì bên Hoàng cũng đã check hãng và cũng như kiểm tra qua được về lịch sử hãng của chiếc xe này là Odoo zin. Đấy, màu trắng này, chìa khóa thông minh, mở cửa một chạm bên ngoài nhé các bạn nhé. Đấy, màu trắng rất là đẹp luôn. Thật sự là xu thế từ 4 cho đến 5 năm nay đổ lại thì đa phần khách hàng họ lựa chọn màu trắng, bởi vì màu trắng nó là cái màu trung tính và nó rất là sạch. Bản thân màu trắng nó cũng rất là sạch, mình chỉ vệ sinh qua thôi cũng như là nhìn trông nó trẻ trung. Chúng ta vào luôn phần bên trong nhé các bạn nhé. Nội thất của chiếc xe này thì mình phải khẳng định luôn, nếu như các bạn xem qua clip cũng có thể đánh giá được qua chiếc xe này rồi. Ghế lái của nó còn căng đét luôn. Bác nào mà đã đi xem nhiều Mazda 3 rồi thì các bác là có thể để ý này, từ cái phần má ghế luôn nhá. Má ghế lái này. Đấy. Má ghế lái còn rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Sang đến đời 2019 thì mới có ghế lái chỉnh điện. Nhưng mà đời 2018 thì nó chưa có. Đấy, cửa sổ trời nhá, la phông trần còn rất là mới luôn. Đấy. Các cái phần ni lông táp bi cửa này gia chủ vẫn để nguyên này. Đấy, cẩn thận là còn dán thêm cả những cái phần ốp carbon các biếc này để cho nó sạch đẹp hơn. Đấy. Nội thất đen thì cũng khá là sạch. Mỗi tội là nhìn trong cái không gian nó hơi bị tối thôi. Đấy, nhưng còn màu đen thì nó rất là sạch, lau chùi dễ. Cùng tầm tiền khoảng quãng độ trên dưới 600 triệu thì nó cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Cerato, Elantra. Đấy. Chưa kể cùng tầm tiền này thì các bạn cũng có thể lựa chọn được một chiếc Yaris nhập khẩu, nếu như mà là form dáng mà chị em phụ nữ đang lựa chọn. Đấy, Yaris nhập khẩu Thái Lan. Nhưng mà đương nhiên là Mazda 3 thì nó có một cái khía cạnh điểm mạnh tuyệt đối, đó là về công nghệ cũng như là hệ số an toàn nó cao hơn. Rồi là form dáng trẻ trung, lịch lãm, thể thao hơn, đẹp hơn. Đấy. Chưa kể option quá nhiều. Ngồi cũng rộng rãi thoải mái hơn các bạn ạ. Đấy. Chiếc Mazda 3 này thì được trang bị hệ thống an toàn là bao gồm có 6 túi khí nhé các bạn nhé. Đấy, rất an toàn.
Đây, các bạn có thể để ý là bên này có những cái tính năng nó khá là đặc biệt. Hệ thống iStop này, ngắt động cơ tự động này, rồi là cân bằng điện tử này, rồi là riêng phiên bản hatchback thì nó có thêm một cái option là có thể hiệu chỉnh được cao thấp đèn pha. Các bạn chạy đường cao tốc ấy thì các bạn sẽ thấy cái tính năng này nó rất là thích, là bởi vì nếu như mà tiêu cự của chúng ta nó quá thấp hoặc quá cao thì chúng ta có thể hiệu chỉnh cái phần cao thấp đèn pha này. Đây là vô lăng không da nguyên bản theo xe nha các bạn nhé. Đấy, còn rất là mới luôn. Hoàng sẽ chuyển sang cái phần cam này để các bạn có thể đánh giá này. Một chiếc xe 2018 mà mới chạy được có 1.6 km thì các bạn có thể hiểu được là chiếc xe này nó mới đến như thế nào. Đây, chiếc xe mới chạy được có 16.603 km nhé các bạn nhé. Đấy, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Bên mình có cấp cả bảo hành về số ODO luôn. Các cái phần táp bi, táp lô này của nó còn quá mới luôn các bạn ạ. Đấy, nếu không muốn nói là dùng từ nó hơi mang tính chất là chuyên nghiệp như bên mình thì nó gọi là còn nguyên phấn. Điều hòa tự động rồi. Màn hình giải trí trung tâm này. Đấy, đây là núm điều khiển trung tâm nhé các bạn nhé. Đây các bạn, mình sẽ chuyển sang cái cam này, có thể các bạn xem chi tiết nó sẽ dễ hơn. Đây, các cái phần này gần như nó chưa có xước sát gì, ni lông vẫn còn nguyên, chưa bóc. Đây là phần cần số này các bạn này. Đấy, các bạn có thể cảm nhận thấy không? Thấy mới không ạ? Rất là mới luôn. Đấy, các cái phần táp bi, cửa, mọi thứ nguyên zin hết. Ở phiên bản phanh lip, phanh tay điện tử này thì có thêm một vài các cái option nó rất là hay nữa. Đó là so với phiên bản cũ, đó là có thêm cruise control này. Đấy, hệ thống ga tự động khi chúng ta chạy đường cao tốc này. Cảm biến đèn tự động này, cảm biến gạt mưa tự động này. Rồi là có cả lẫy số thể thao trên vô lăng nha các bạn nhé. À đây nữa, thêm một cái option an toàn cho chúng ta, đó là gương hỗ trợ chống chói này. Đấy, nó là một tính năng mà rất an toàn khi chúng ta phải sử dụng xe trên đường cao tốc và sử dụng đá pha liên tục. Đấy, nó chống chói cho chúng ta, rất an toàn. Ok, vừa rồi là phần nội thất, Hoàng sẽ đi vào cả phần kỹ thuật của chiếc xe. Phần mà các bạn ở tỉnh sẽ rất quan tâm, đó là phần đâm đụng tai nạn ngập nước thủy kích, khoang động cơ. Đây, đây là những gì dưới nóc capo của chiếc Mazda 3 Odom 2018. Đầu tiên nhé, Hoàng sẽ vào những cái phần chi tiết nhỏ trước, đó là phần ốc nắp capo. Đây, ốc nắp capo nhé, chưa có một vết vặn nha các bạn nhé. Sơn zin còn nguyên luôn, còn rất mới luôn. Keo chỉ thì nguyên bản. Đấy, những cái chiếc xe màu trắng này, xe chạy nhiều chạy ít là chúng ta tháo cái phần mở nắp capo lên, chúng ta có thể biết ngay, là bởi vì nếu chạy nhiều ấy, những cái phần màu trắng bên trong này nó sẽ ố này, nó vàng này. Rồi là riêng đặc trưng của Mazda 3 là nó sẽ hay sổ các cái phần nỉ này ra. Đấy, thì chiếc xe này còn gần như là mới tinh luôn các bạn. Đấy, còn rất là mới. Các cái phần ụ giảm sóc này. Đấy, gần như chưa có cái dấu hiệu gì của cái việc khấu hao cả. Đấy, các cái phần tai xe bên trong này cũng vậy này các bạn này. Đấy, xương ốc đầu xe nó zin, nó zin từ những chi tiết nhỏ. Đấy, các cái phần tai bắt nhựa này nhá, đinh tán nhựa này của phần ba đợt sốc trước nó vẫn còn nguyên zin nhé các bạn nhá. Đấy, không thể tránh được một vài các cái vết sức nhỏ, nhưng mà Hoàng đánh giá chiếc xe này nó còn sơn zin đến 95% đấy. Mua những chiếc xe lướt này thật sự là rất là thích. Đây là cái phần ốc chân máy nhé các bạn nhá. Đây, đây là phần ốc chân máy này các bạn này. Đấy, rất là zin, ốc nắp dàn cam này, cam cò này. Đấy, đây là phần cổ xả nhé các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe chạy ít chúng ta sẽ nhìn nó rất còn bóng và mới. Vì những cái phần inox đấy thì khi mà chúng ta bị chịu nhiệt nhiều nó sẽ vàng, nó ố, rồi cũng như là nó sẽ bị khấu hao, han rỉ theo thời gian. Đấy, ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe đang có mặt tại bên mình. Đó là chiếc Mazda 3 phiên bản hatchback Modem 2018 màu trắng, biển số thành phố một chữ từ đầu. Chiếc xe chạy lướt được 16.000 km, nó rất mới. Đấy, cho nên là chiếc xe này thì bên mình đang chào bán với mức giá cũng rất là hợp lý thôi. Nó rơi vào là 618 triệu đồng. Có hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trên toàn quốc trong thời gian tối đa từ 5 cho đến 6 năm. Ngoài ra thì đối với chất lượng sản phẩm bên mình bán ra đều cam kết và bảo hành.
về chất lượng xe là 1 năm tương đương 10.000 km, bao gồm các tiêu chí xe không đâm đụng tai nạn, không gắm nước thủy kích, động cơ hộp số của xe nguyên bản và hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị và các bạn có thể liên hệ với Đức Hoàng theo số hotline được in trên màn hình, đó là 097-209-9992, hoặc ấn theo dõi trực tiếp kênh YouTube của hhdc.vn để luôn luôn được cập nhật những cái sản phẩm hot, lướt và rất là đẹp, chất lượng đang có mặt tại bên mình. Một lần nữa Đức Hoàng xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Xin chào.